Phải nói mỗi con người sinh ra lớn lên đều cũng có một tổ ấm gia đình. Chính tổ ấm gia đình đó đã duy trì được dòng dõi, giữ gìn nền nếp gia phong của mỗi gia đình và mỗi dòng họ. Hôm nay hai họ tổ chức buổi thành hôn cho hai cháu Tùng và Nhung. Ngay từ giờ phút này, hai cháu chính thức trở thành vợ chồng. Và cũng chính từ giờ phút này, hai cháu chính thức bước vào đời. Mong rằng hai cháu phải luôn luôn phải đoàn kết, phải có một ý chí, phải có một nghị lực, phải có bản lĩnh thì các cháu có tất cả. Phải xây dựng cho chính bản thân mình có một tổ ấm, hạnh phúc ấm no, đó là một điều mong muốn của hai gia đình ba chồng. Friends at a party. What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might. Được sự tìm hiểu của hai cháu đã thống nhất xây dựng hạnh phúc trăm năm. Hôm nay hai họ, hai gia đình long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai con. Thay mặt cho họ nhà trai, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, quan viên hai họ cùng cô dì chú bác, anh em bạn bè của hai cháu lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành nhất. Wanna know it all? I'd spend